rằng mạng nhện suốt 25 năm, giờ tôi mới thấm thía được câu nói, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra là như thế nào. Trong khi các khối gỗ lim to tướng mà các đại gia phố núi bỏ đi, chẳng thèm đoái hoài đến kia, thì lại là thứ gỗ quý giá mà các đại gia đồng bằng săn lùng mãi chẳng ra. Mỗi khi có một chiếc xe tải cỡ bự chở một khối gỗ lim siêu to khổng lồ đi ngang qua căn biệt thự triệu đô mới xây mới cóng, thì các đại gia lại một phen loa mắt và tha hồ mà ngắm nhìn cho đỡ cơn thèm thuồng. Ta nói đã là dân chơi hệ đại gia thì không có gì ngoài tiền, nhưng không phải cái gì muốn là có được đâu nha. Cuộc sống mà, đâu có dễ ăn của ai gì đâu. Các đại gia phố núi tuy nói gỗ lim là đồ bỏ đi vậy thôi, nhưng họ vẫn muốn giữ lại nếu cúp điện còn có củi mà trụ, chứ không thích bán buôn hay gì sắt. Tây Nguyên vào mùa mưa nắng, đợi mãi chẳng thấy mưa nên buồn buồn là mang chúng ra đục đẽo cho vui tay, vui chân. Các đại gia đồng bằng nhìn thôi đã rớt nước miếng và ước gì mình có một chiếc bàn gỗ này để uống trà đàm đạo thì chất như nước cất ấy nhỉ. Đây không hẳn chỉ là một chiếc bàn uống trà bình thường mà anh thích làm hồ phun nước luôn vậy đó. Nhìn mũi khoan nhọn hoắc đang khoan sâu vào trong chiếc bàn gỗ, mà tưởng như nó đang dạo chơi trong một vương quốc giàu có nào đó. Sau một hồi mày mò, canh đo đong đếm, khoan lỗ nồi ống, cố định ống lại, thì cuối cùng anh cũng đã hoàn thiện xong chiếc bàn trà đàm đạo chất lư này. Ở công đoạn cuối cùng là đổ nước vào trong bàn tạo thành một dòng suối nhỏ róc rách chảy. Con rồng gỗ đang hùng hồ phun làn khói trắng xóa về phía trước. Ngồi nhâm nhi một tách trà, nhìn chẳng khác như chốn bồng lai tiên cảnh được thu nhỏ trên chiếc bàn gỗ lim rẻ bèo vậy. Các đại gia đồng bằng nhìn thôi đã thấy tức, phải chi xương xương khoảng vài triệu đồng, mua bằng được một khối gỗ lim to trà bá kia về tự tay đục đẽo cho đã cái nư. Để tạo được hình thù mong muốn thì anh phải dùng phấn để phác họa hình vẽ lên trên mặt gỗ trước. Đôi tay chăm chút và khéo léo trong từng nét vẽ. Nhìn những động tác đục đẽo, chạm khắc cẩn thận và tỉ mỉ của anh thôi là cũng thấy anh giàu cỡ nào rồi. Vì người nghèo thì làm gì có tiền mà mua được mấy khối gỗ này về để chạm khắc chơi được chứ. Mỗi khi lưỡi cưa máy sát lẹm sán sâu vào bên trong khối gỗ, là tôi lại thấy mùi tiền bay thoang thoảng khắp nơi và vương vãi trên mặt đất. Người đời thường hay nói, người giàu chỉ cần nhìn vào hành động thôi là đủ biết họ giàu hay không rồi. Đừng chỉ nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người bên trong, vì nhìn anh nhếch nhác trong bộ quần áo lấm lem phủ đầy bụi bặm kia thôi. Chứ thật ra đó chính là thứ bột sắt ra tiền đó nha, không phải ai muốn bị nó bám dính lên cũng được đâu. Sở dĩ gỗ lim rất được giới đại gia đồng bằng săn lùng là vì chất vân gỗ đẹp và mùi thơm tự nhiên của nó. Nhưng họ đâu có biết rằng, ở trên núi có nhiều loại gỗ đẹp hơn mà các đại gia phố núi chẳng thèm bật mí. Mỗi khi mua được một khối gỗ bự là họ mất ăn mất ngủ, cả ngày chỉ chăm chút cho từng thước gỗ. Ngày xưa ông bà ta thường nói tất đất tất vàng, nhưng giờ đây đối với các đại gia đồng bằng thì tất gỗ tất vàng. Họ xem gỗ còn quý hơn cả vàng, nếu có thể đánh đổi hết số tài sản chỉ để đổi lấy một khối gỗ thôi thì họ cũng sẵn sàng. Nhìn những dân chơi hệ đại gia đồng bằng phải đào điên vì các khối gỗ này, thì các đại gia phố núi chỉ biết cười trừ và lắc đầu ngao ngán mà thôi. Nhưng nói gì thì nói, chứ nhà có mà được một chiếc bàn gỗ lim siêu to khổng lồ như này để tối tối ngồi nhâm nhi tách trà thì cũng rất gì và này nọ đấy chứ. Không những chỉ uống trà thôi mà còn thưởng thức tất thảy cái vẻ đẹp và tự sướng với tác phẩm do chính tay mình làm ra.